Hello everybody, welcome to HelverKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HelverKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game Liên Minh Siêu Quậy ha, Liên Minh Liên Quân vậy nè. Con này là một con game APK ha, game app ha, chứ không phải game H5 nha anh em. Nhưng mà vô thì nó load nhân vật rất là lâu luôn. Mà heo cũng méo hiểu sao là nó load lâu như vậy luôn anh em. Lúc mà vô server thì thôi rồi luôn, ngồi chờ 5-10 phút nó mới vô được game. Chán kinh. Đâu bản này mới được làm lại nha anh em. Đó, đánh phó bản thì nó ra vé random tệ với kim cương. Rồi cho vé quay tướng đồ cái kiểu nữa. Mà chưa biết cái bản này hiện tại chúng ta chơi thì nó ra sao, nhưng mà thấy trước mắt thì nó lắc hả. Gì đây thì ta mà con này trước có trên ấy gọi, nhưng mà nay nó bị như nó mới đánh sập xong rồi nay nó mở lại hay gì nè. Cái con gì mới rồi nè, quên mẹ nè. Con cái gì vậy? Tam giới anh hùng hình như là nó đi đi đai luôn rồi nha anh em. Nè thấy không, nó lót không được nhân vật nè không. Đó, lâu lắm nó mới lót được một con nè. Thôi gán chờ đi, tí thì nó lót cũng xong thôi. Ui có ba lô mình chưa có nữa hả. Này hương điếm à, vô chắc mua vé quay đúng y luôn. Bản này đầu vô thì nó không có phi cho chúng ta nhiều đâu anh em. Tại vì đầu vô thì chỉ có nhiêu đó thôi à. Nhiều nhất là nó ở đụng phòng mạc tư à, có một số con nó méo có lót kịp, tức thiệt luôn á. À thì ra là con đấy, con na cha na ché vậy nè. Cái này chơi thì vô chơi chắc cũng đợi khoảng 5-10 phút sau nó mới lót kịp đó chứ. Rồi nó chờ đó, bây giờ phải chờ nó đánh xong, mà bây giờ có thấy nó đánh đâu nè không. Hay là tắt cái file IP đi ta. Nếu đang file IP nè, bây giờ vô cái đầu tối hui à. Ok hên, hồi nãy hót ra cái đầu vô lại cái màn hình tối hui luôn anh em. Trời ơi tôi méo biết sao luôn. Game này không biết bản Việt Nam ra sao, nhưng mà bản ở đây thì lắc kinh khủng, file IP mà còn dễ đó nè. Giờ nhớ là để lâu là nó có bỏ qua, mà cái này để lâu rồi không thấy nó cho bỏ qua luôn ta. Ok ok. Được rồi, đó một đống luôn. Hơi lắc hả anh em, nào có chơi thì gán đợi ha anh em. Đó, con này nhiều khi chơi mà quạo luôn á. Không mà bữa nay mới quạo, mấy đợt trước có đâu tới nổi quạo gì đâu ta. Nay chơi nó khá là nhiều thứ bực bội vì nó lắc. Đây cũng đúng anh em, nó mới ra server, nó mới ra có server chính nè. Mà con này hiện tại thì cũng khá là hot ha, khá là hôm á. Nên là nó lắc thì chắc là cũng chuyện bình thường thôi, chắc cũng chuyện này như cơm bữa hàng ngày thôi, chứ cũng không có gì khác xa lạ đâu. Đó, giờ thì nó mới load được nhân vật bút chì kìa. Rồi chúng ta ra ngoài, gì đây? Chiêu mộ anh hùng lập méo gì có tiền mà chiêu mộ. Lên level 6. Gì đây? Kêu vô đây mà không biết là nó kêu vô đó để làm cái gì anh em. Chiêu mộ hay gì? Đâu? Wow. À, nhân vật này heo heo được biết là một thuyền viên trên băng hải tặc Xuân Tóc Đỏ hả? Méo hiểu luôn. Gì vậy? Vậy rồi ta chọn sao? Trái phải, phải trái. Méo hiểu luôn, thôi bỏ qua đi. Đi khiêu chiến hoài à ba. Đem mấy con này ra, mấy con này phế lắm. Đó, giờ lót được thêm Saitaman nữa kìa. Đó,
anh em chơi game này thì phải có gọi là cái một cái lòng kiên trì nhất định, chứ không thì chắc là không chơi được game này. Mà nãy giờ thì nó chưa có xong cái hướng dẫn đầu game nữa nè, lâu dữ dằn dệt. Ơi trời ơi, giờ chắc mới xong cái hướng dẫn nè. Đậu xanh đó. Rồi lên level 7 vậy là nó ra nó hướng dẫn, nó hướng dẫn năng lực chiến đậu xanh đó. Đó biết ngay mà. Cái này y chang như hình như nay nó đang ra thêm một cái bản zombie nữa anh em. Siêu anh hùng zombie nữa. Mấy biết ra sao nhưng mà thấy ra gì nọ lắm. Này cái nọ lắm. Ồ, ở đây gì vậy? Bộ cái gì quy được con tướng 5 sao, 4 sao rồi một hộp gì nè, không biết cái này chắc trang bị. Rồi 100 vé quay. Vé quay thì đen phó bản hàng ngày, đánh phó bản thì nó cũng ra anh em. Chứ không có nhất thiết mà phải chờ đợi cái hàng đây đâu. Đó bây giờ bắt đầu nó tối đen như mực á, đậu xanh đó. Con này nó lót lâu lắm anh em, mà nó là game thường nha chứ không phải là game H5 nha, mà nó là vậy đó. Wow thật sự. Rồi ok, mình tự đi tìm lối đi riêng của mình thôi chứ. Cái này việt hóa bởi TM game ha, không biết là việt hóa như vậy thì nó có làm cho game nó bị lắc hay gì hay không thì cái này heo không biết ha. Mà hiện tại mình chơi được mình cứ chơi thôi. Đây là mấy cái quà nạp nè. Ở đây hay có cái túi nó cho quà nè. Gán ngồi đợi coi nó có quà gì đây. Đây là điểm danh hàng ngày anh em. Đây sẽ nhận được vé quay, kim nguyên bảo, rồi mạnh tướng đồ cái kiểu hả. Đây thì nhìn thấy cũng được đấy, nhưng mà chưa biết ra sao thôi. Tại thì má biết nãy chơi server cũ được rồi, server mới lắc quá. Nó cứ lót không kịp luôn anh em. Đó, giờ anh em bấm tùm lum hết ha. Rồi tí là nó lót không kịp nè, đó, bắt đầu nó ngồi nó chờ. Chờ đợi cái kiểu mà bây giờ heo đang kiếm cái chỗ đi nhập code. Chứ không phải là gì, chỗ nhập code không biết ở đâu đây. Đây, quán đổi mã. Đây nè. Sao bấm vô ta? Đậu phộng tới cái chỗ nhập code mà nó còn không cho nữa hả? Mấy cái bản ở Việt Nam nó có lắc không chứ bản này thì thôi rồi luôn. Càng chơi sao thấy nó càng lắc banh xác luôn không biết nữa. Đây được 10 vé. 10 vé nữa. Rồi 20 vé. Chứ mạnh tướng rồi bé quay gì nữa kìa. Này chắc cách chơi nó cũng như Elora với lại mấy con triệu hồi ninja, triệu hồi One Piece, rồi triệu hồi Goku rồi cái kiểu thôi anh em. Tam Quốc AFK đồ vậy đó. Để cái túi nè. Mấy cái này thì mở ra sẽ có hên xui, sẽ có được vé tệ hay là gọi là học bao đồ ha. Đó, mở thì ngồi chờ nó đi đó. Hồng thì nó sẽ có kinh nghiệm VIP và kim tệ là vàng anh em. Nhận định tiếp. Này gì đây? Mở ra được 300 tệ, 100 tệ, 400 tệ, rồi 50, rồi 150. Ok, được có 5 bé hả? Bây giờ tưởng đó là được nhiều hơn chứ ta. Ô về nó bất tiện quá ha. Bấm nó không ăn hết được một lần. Bấm số rồi.
được. Thấy thấy đè số cho nó nhanh hơn à. Ok. Đó, cắn vậy thì tí nó cho anh xếp VIP ha. Này nè, VIP kinh nghiệm nè, thấy không? Đó. Và tí quay lại thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lên được VIP cao. Hồi nãy giờ quên coi là VIP chúng ta được VIP bao nhiêu. VIP 15 nha anh em. Nè, VIP 15 nè. Rồi ngồi đợi cho nó load cái đống VIP lên. VIP thì trong này chúng ta có quà VIP đâu cái kiểu. Con này chơi cũng ngon nhưng mà thì đó, như anh em thấy rồi đó, rất là ghét cái việc nó bị lắc như vậy anh em. Mặc dù đã pay AP rồi á, mà nó lắc thì vẫn lắc thôi. Ủa mấy cái này nó không ra kinh nghiệm VIP hay ta? Đủ có cái sản thần kỳ gì nữa kìa. À level 11 mới mở được cái đó. Này level 30 thì chắc ăn được vé. À cái này 70 đồ hả? Chắc ăn được cái này 50. Đúng rồi đó, đồ lên được một đẳng cấp mới. Chơi game là phải chờ đợi ha. Đó. Rồi quay cái này cái gì đây? Quay bet hay gì ạ? Ừ chắc là quay bet hay là tiệt chiêu gì đó. Thôi kệ bà nó đi. Rồi, thôi đi quay tướng thôi, được 45 vé. Cái này trên báo bảng nó cũng ra nha anh em. Đó, phệ thiết, con này con gì không biết luôn. Đó, ngư dân nè ha. Con này nãy chúng ta có rồi. Tiếp gì à, Tư Mã Trọng Đạt hả? À, Tư Mã Trọng Đạt là con này đó hả? Kim Nguyên Bảo thì chúng ta có thể đi trên vé tệ được cái kiểu ha, cũng ra đó, đi đánh cái này thì nó cũng nhận được vé quay tướng online được cái kiểu. Rồi, nhiệm vụ hàng ngày đó. Đó bây giờ nó bắt đầu lót hết rồi đó. Khá là lâu nha anh em nên là nhiều khi cũng hơi bực bội tí. Đây là quà VIP nè, quà VIP một kim cương á, được đấy. Đây là chúng ta đang ở S VIP 8 mà. Ok, này S VIP 7 nè. S VIP 6 nè. S VIP 5 nè. 5 ăn được không? S VIP 4 nè. S VIP 3 nè. S VIP 2 nè. S VIP 1 nè. S VIP 0 nè hả? Rồi giờ chúng ta qua VIP nè. Đó, đó là bên S VIP thôi. Đó, còn đây là bên VIP nè. VIP thì chúng ta lên được VIP 10 hồi nãy mười mấy. 15 hả? Nè, ai xếp kinh nghiệm chúng ta trên báo bản đồ thì nó dẫn ra kinh nghiệm VIP cho chúng ta hả? S VIP thì hình như là ăn bế tệ mới lên. Lâu lắm mày không chơi con này. Anh em nào biết thì hướng dẫn cho những bạn khác ha. Này quà gì đây? Hay xếp anh hùng. Con này mà có về Việt Nam rồi nhưng mà bản nó là bản bản chính thức ha, chứ không phải bản lậu. Nó về mà về bản lậu thì chắc sẽ đỡ hơn. Chưa đâu, chắc một thời gian nữa em nó mới được về bản lậu anh em à. Sau một thời gian thì em nó đã hoạt động hơn rồi nè. Oh man, ra được vé 400 rồi cái kiểu. Đó thì anh em đánh bó bản thì nó nó sẽ ra hả? Còn gì đặc quyền GM nữa, được GM đâu ta? Đặc quyền này đặc quyền lễ bao. Còn GM là chắc thằng này quá. Đúng rồi, GM là thằng này. Nè không biết, nè không biết hay không biết ha. Nè anh em có chơi thì tìm hiểu cái đó cũng được.
đây nhiệm vụ hàng ngày nè, để bấm nhiệm vụ hàng ngày coi nó ra cái gì đây. Đây này mảnh hả, đúng rồi mảnh nè, đồ mừ tệ đồ cái kiểu nè anh em. Wow. Rồi năng động lên nè ha, được kim cương rồi mảnh ghép tệ đồ cái kiểu nè đó. Chắc trong này ngon nhất là cái mảnh ghép tệ rồi. Đi vô coi cái mảnh rồi, mảnh này là... đúng rồi nè, đó, được một kim nguyên bảo ha. À, cái rương đó không phải rương ghép tệ anh em, mà cái rương đó là rương random tệ ha. À, năng động hàng ngày ra được rương tệ. À, được. À, còn cái này thì nó ra được mấy cái vé nè ha. Với lại chúng ta đánh phó bản thì nó sẽ ra được vé triệu hồi tướng ha. Đó. Game cũng khá là đơn giản, chẳng có gì khó cả anh em à. Để đánh xong trận này cái. Ôi tiếc hồi nãy không có nâng mát mấy cái này lên. Nâng mát mấy cái này lên thì đánh nó sẽ đẹp hơn rồi. Ok chắc tí thì gắng nâng lên. Là có cả mới tướng nè. Được 6 tướng. Ở đây được đủ hợp hành được 3 con hả? Yeah. Ok phù hợp. Trời đánh nãy giờ chưa xong nữa nè anh em. Dù trời nó lâu gớm nha. Ok nên bồi bổ mấy con này vô. Đợt mấy đợt trước thì nó còn cho chúng ta được trang bị anh em. Nay nó méo cho trang bị nữa. Nè đây nè đó. Đánh xong thì đây vé quay nè. Một lần đánh như vậy mấy phó bản thấp thì nó cho được hai vé quay. Đó, càng lên cao thì vé quay sẽ cho càng nhiều hơn ha. Rồi ok thì lâu lâu chúng ta đến với một con game khá thơm và nó cũng khá lắc ha. Anh em nào có chơi thì nghiên cứu tải về và chơi ha. Ok rồi thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Mà nói trước con này khá là lắc nha. Ok thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.